Anh còn chả biết nó ở đâu mà bắn. Trên đỉnh núi nó thật không? Múc múc cái hoa tim bên này. Trời ơi, chuyện đâu? Chạy vào đây. Mà em bắn. Đuôi đi. Chị bắn à? Trời ơi. Lại lo nhìn ở trên đéo nhìn ở dưới, nó đây nó hấp cho thì nhớ đi trên bỏ bên bắn đéo chết nó bị trên bắn nhá bắn nó bắn nhau mà phải cần luyện nó bắn anh luyện à bắn luyện có tiếng xe đỗ chỗ mình đấy xe lên đây nó lên đây bốn năm lên năm nhiều. Chợt rồi em ạ. Trúng một viên nó. Ngồi địch mã này xuống đây. Mẹ cái vòng. Khu nhà dưới đây anh ơi, nguy hiểm vãi. Nhà dưới không? Vừa lấy có tiếng xe ở hướng 60 đâu rồi. Xe đừng bắn bọn đấy. Cho bọn nó bắn bọn bên kia. Bọn ở ngoài vòng. Tiếng xe bên hướng 60 gì không? Bọn 60 gì không? Bọn khu... Ôi! Khu trong nhà bắn em. Thứ 60 nó đang vừa bắn em K98 ấy. Kệ nó đi, nó phải vào vòng mình mà. Hai đằng. Nghèo chưa? Ôi, ốp bắn. Trên núi, trên núi, xuống, bó ra, trên núi nó bắn. Ừ. Béo nào nhở, tôi không nhìn thấy nhỉ. Ngoài hai đang bắn em, hướng 60 với hướng trên núi. Ôi trời, lộ quá. Mày lộ. Ôi. Rồi, tìm chỗ khác trốn đi. Xuống ngàn, 60. Đó, 60 có chạy. Chết rồi. Ai còn red đó thôi gì không? Em không, còn 4 nick. Anh còn red, holo, hay còn holo. Chào, mẹ, đừng quên, quên đủ. Nè, thôi, đừng có chạy đi cả hai. 10 ra. Trên núi, chúng trên núi bắn nhau. Sắp 3 cái nòng hết rồi. Anh em chạy lên được chạy luôn đi. Đang bắn một kia. Ok. Đấy em ăn máu á. Trong khu nhà liệu có không nhỉ? Hết. 6 thằng còn 3 thằng. Thì đấy thằng còn cần nha, cũng cứ có thằng nào nằm lẻ trong đó. Anh thấy một thằng nhá. Khu nhà này chưa lút rồi. Nờ này. Chúng các bạn nhá. Đứng sát vòng quanh đỉnh núi của anh em bắt nó đón đầu nó có tên sau
đằng sau luyện, đằng sau luyện. Xe, được cái xe nát đấy. Em biết mà. Thấy không? Bị hai thằng. Kêu chưa, kêu chưa. Hả? Chưa. Tìm cho nắp đi. Hai thằng, hai thằng. Còn một, còn một. Trái. Cái ô tô hỏng ấy, ô tô hỏng ấy. Cạnh gốc cây. Không không, tặng đá. Không. Còn một thằng trên núi á. Nó bắn em nãy, không thấy đâu. Rồi, nó cứ đứng tăng xong đó. Rồi, đúng rồi, đẹp rồi. Hai nhìn bên này, em nhìn bên này. Okay. Em nghĩ là 3 người đúng lượng 350 thôi. Đợt này hoặc là tắm đá 15-30. Kệ mẹ nó, mình trong vòng mà. Nãy nó gì hả em à, em không biết chạy đâu rồi. Nó một người em thấy hai nhìn đứng đó rồi. Còn anh kia nhìn đứng 15-30 nữa. Chả nhớ lại win là thứ tư anh. Mình trong vòng hết rồi đúng không? Còn một thằng. Không hỏi anh em mình trong vòng hết rồi đúng không? À, em trong vòng. Cái nó phải đợi nó chạy được bắn này thì nó đi kệ thôi mà. Đâu có nhu cầu. Mà không, đúng rồi, nó chắc. Anh đâu có nhu cầu lao vào đó đâu. Mình bỏ tá lên này, bỏ tá lên này, bắn xuống tường. Đâu, đây là 2x mà. Không, mình đánh nó được luôn. Anh gì nói em? Tôi luôn nhìn sau lưng nha, nếu nó vòng sao. Không, hai thằng chết rồi. Ý là nó vòng. Nó vòng sau lưng. Mình quất mà. Sợ bên này là. Sợ bên anh Hà thôi. Vòng bắt đầu xiết rồi. Nó chỉ có chạy bên anh thôi, không phải chạy bên chú rồi. Thôi chạy, 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 bên phải, 30, 30. Mon kìa, đấy. Không, anh mon kìa, bên anh mon kìa. Mon kìa. Nói anh, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Một phim, hai phim, sau. Một kill. Hai kill.